Mua vé máy bay thời điểm nào giá rẻ nhất? Những bí quyết săn vé máy bay giá rẻ. Săn vé rẻ cần những bí quyết gì? Đây có lẽ là câu hỏi của rất nhiều người khi cần đặt vé máy bay. Hiện nay, khi máy bay đã trở thành phương tiện rất phổ biến, để đặt được vé máy bay và săn vé rẻ đã không còn quá xa lạ. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng thấy có vé máy bay giá rẻ. Vậy vé rẻ thường có ở những thời điểm nào? Giá vé máy bay đặc thù hơn các loại phương tiện khác. Giá vé máy bay luôn thay đổi tùy theo từng thời điểm bạn đặt vé. Bạn không thể biết được là khi nào giá vé tăng, khi nào vé giảm mà chỉ có hãng hàng không mới biết được. Một số những nguyên nhân chính làm giá vé máy bay luôn có sự thay đổi chính là quy luật cung và cầu. Đây là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá vé. Giá vé đương nhiên sẽ tăng cao khi nhu cầu đặt vé tăng đột biến vào các dịp như Tết, nghỉ lễ, mùa hè và giá vé lại trở nên rất rẻ khi đến những tháng thấp điểm. Sự cạnh tranh giữa các hãng bay. Hành khách có nhiều sự lựa chọn các hãng bay cho hành trình của mình nên để thu hút được khách hàng thì giá vé luôn là mối quan tâm đầu tiên của hai bên. Mỗi hãng bay sẽ có chiến lược riêng của mình, vậy nên giá vé cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Chi phí của các hãng bay, ví dụ như giá xăng dầu, tránh đặt vé quá sớm hoặc quá muộn. Thực tế có rất nhiều người cho rằng đặt vé máy bay càng sớm vé càng rẻ. Điều này chưa chắc. Đặt vé máy bay quá sớm đôi khi giá vé cũng không tốt bằng khi bạn đặt vé đúng thời điểm. Ví dụ như bạn định đặt vé trước ngày khởi hành 30 ngày thì bạn nhất định sẽ không đặt được vé rẻ bởi vì hầu như vé máy bay thường được bán trong vòng 30 ngày trước khi khởi hành. Nhưng nếu bạn muốn để trễ hơn thì giá vé bao giờ cũng sẽ cao hơn. Như vậy đặt vé máy bay vào thời điểm nào là tốt nhất? Theo các chuyên gia thì đặt vé máy bay trong từ khoảng 30-50 ngày là thời điểm tốt nhất. Lên kế hoạch sớm cho kỳ nghỉ. Lên kế hoạch đặt vé máy bay sớm cũng là một cách để bạn có thể săn vé rẻ. Có kế hoạch thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để chọn các chuyến bay và nếu cần thay đổi bạn cũng sẽ dễ dàng điều chỉnh hơn. Chọn ngày, giờ muốn bay. Chọn ngày, giờ muốn bay một cách linh hoạt, bạn có thể chọn các chuyến bay vào giữa tuần sẽ có giá vé rẻ hơn so với các chuyến bay vào cuối tuần. Thậm chí giờ bay cũng có ảnh hưởng đến giá vé. Các chuyến bay có giờ bay đẹp bao giờ giá cũng cao hơn so với các chuyến bay vào sáng sớm hay tối muộn. Chúng tôi chuyên cung cấp vé máy bay các hãng bay nội địa và quốc tế. Đặc biệt là săn vé máy bay giá rẻ. Vé khuyến mãi từ các hãng bay. Kết nối và săn vé rẻ cùng chúng tôi, bạn có thể gọi đến tổng đài đặt vé 0392 979 999. Với rất nhiều các giá vé rẻ được cập nhật giúp bạn dễ dàng săn vé rẻ, hoặc chỉ cần gọi đến các booker sẽ giúp bạn tra giá vé và đặt vé ngay.